Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ bảy ngày 3 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đúng ngày này cách đây 94 năm, tại hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản họp ở bán đảo Cửu Long thuộc Hồng Kông, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định thống nhất các tổ chức cộng sản ở nước ta thành một đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là bước ngoặt lịch sử trọng đại trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của Đảng đã giải quyết triệt để những băn khoăn, bế tắc của cách mạng Việt Nam trong việc tìm ra một con đường giải phóng dân tộc lúc bấy giờ. Trong suốt 94 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta liên tục đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ở Hưng Yên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau 27 năm tái lập tỉnh Hưng Yên đã phát triển không ngừng về mọi mặt, đặc biệt trong năm 2023, kinh tế của tỉnh Hưng Yên đạt được những thành tựu quan trọng, tốc độ tăng trưởng ước đạt 10,05%, vượt kế hoạch đề ra, là tỉnh có mức tăng trưởng cao thứ 4 trên 11 tỉnh đồng bằng sông Hồng và cao thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố của cả nước. GDP bình quân đầu người trên 110 triệu đồng, thu ngân sách đạt gần 32.000 tỷ đồng, đạt 139% so với dự toán giao. Thu hút đầu tư nước ngoài đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Thu hút đầu tư nước ngoài mới và điều chỉnh tăng thêm năm 2023 đạt trên 1 tỷ đô la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay, vượt trên 200% so với kế hoạch đầu năm. Năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã khởi công nhiều dự án quan trọng như đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa phận tỉnh Hưng Yên dài trên 19 km, dự án thành phần 2.2 xây dựng đường song hành trên địa phận tỉnh Hưng Yên với mức đầu tư trên 1,5 nghìn tỷ đồng. Toàn tỉnh triển khai đầu tư hơn 400 km đường giao thông ở các cấp, khởi công nhiều dự án khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền có nhiều tiến bộ, tỉnh Hưng Yên xếp thứ hạng 14 chỉ số PCI, tăng 25 bậc so với năm 2021, là địa phương hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip đầu tiên trên toàn quốc cho trên 1 triệu công dân. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu được triển khai rộng khắp, công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội được quan tâm, hoạt động văn hóa, thể thao có nhiều khởi sắc. Có thể khẳng định những thành tựu trên mà Hưng Yên đạt được là do sự lãnh đạo chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự đoàn kết, nỗ lực không ngừng của toàn Đảng bộ, chính quyền, hệ thống chính trị, quân và dân tỉnh nhà. Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự tối nay. Đẩy mạnh việc kết nạp Đảng cho học sinh, gia tăng trẻ em ốm do thời tiết ẩm ướt, không khí làm việc cuối năm tại một số doanh nghiệp, tăng cường đấu tranh với tội phạm ngoại tỉnh. Định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm then chốt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng. Thời gian qua, Đảng bộ xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động đã chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng. Đây là đảng bộ duy nhất của huyện Kim Động hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên được giao. Đảng viên Vũ Thị Hường được chi bộ thôn Thanh Cù kết nạp vào dịp 19 tháng 5 năm 2023. Đây là kết quả của một quá trình phấn đấu rèn luyện, luôn chủ động hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong vai trò là bí thư chi đoàn thanh niên của thôn. Tôi rất vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Tôi cũng luôn luôn cố gắng tham gia tất cả các hoạt động phong trào, những nhiệm vụ được giao để thành một người đảng viên gương mẫu. Chi bộ chúng tôi thì thường xuyên là giao cho các đồng chí chi ủy phụ trách các tổ đảng, kết hợp cùng chi đoàn tìm các cái nguồn của các tổ đảng đưa về để chi bộ xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ các quần chúng tốt để đưa vào kết nạp đảng viên. Đảng bộ xã Ngọc Thanh có hơn 400 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 chi bộ. Những năm trước có những chi bộ 6-7 năm không kết nạp được đảng viên nào, nhưng năm 2023, Đảng bộ xã kết nạp đảng 12 đảng viên mới, trong đó có 8 đảng viên là đoàn viên thanh niên. Khi trở về địa phương công tác thì tôi được chi bộ thôn Dương Yên tạo điều kiện giúp đỡ để kết nạp đảng cho tôi. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới, luôn luôn sẽ phải phấn đấu và phát huy tốt những gì mình có và sẽ làm tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các chi bộ dân cư là trong năm vừa rồi là đều có nguồn kết nạp đảng đảm bảo chỉ tiêu trên giao, mà có những chi bộ vượt 200%. Năm 2023
chúng tôi cho cử 16 quần chúng ưu tú đi học thì chúng tôi mới kết nạp được 12, còn 4 nguồn của năm 2023. Và hiện nay thì các chi bộ cũng đã đăng ký các nguồn của các đoàn viên ưu tú là 8-9 bạn rồi. Từ đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới đã giúp các tổ chức cơ sở đảng ở xã Ngọc Thanh không ngừng được củng cố vững chắc, vai trò lãnh đạo của đảng được tăng cường, mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với cấp ủy chính quyền không ngừng được nâng cao. Sức mạnh đó đã tạo đà trong việc tập trung lãnh đạo chỉ đạo thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển và bền vững. Cùng với việc nâng cao chất lượng dạy và học, những năm qua, phát hiện bồi dưỡng kết nạp đảng cho học sinh là nhiệm vụ chính trị được các trường trung học phổ thông đặc biệt chú trọng nhằm xây dựng lực lượng kế cận, giàu tri thức, bản lĩnh. Tháng 5 tới đây, Đoàn Quốc Việt sẽ tròn 18 tuổi. Em sẽ là học sinh đầu tiên của trường trung học phổ thông Tiên Lữ, được đứng trong hàng ngũ của đảng. Với ước mơ được phục vụ trong môi trường quân đội, được kết nạp đảng là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời, là động lực để em tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện, học tập, thực hiện ước mơ của mình. Em rất vinh dự khi được nhà trường chọn đi học khóa cặp tình đảng đầu tiên dành cho học sinh. Được kết nạp đảng cũng là động lực để em phấn đấu, để em rèn luyện bản thân, để trở thành một đảng viên. Và sau này em sẽ thi vào trường quân đội, sẽ trở thành một người quân nhân phục vụ Tổ quốc. Đôi bạn cùng lớp Nguyễn Thị Thu Anh và Vũ Bích Ngọc là hai quần chúng ưu tú đang được chi bộ trường trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện ủy Ân Thi kết nạp vào đảng trong tháng 2 năm 2024. Không chỉ sinh ra trong gia đình có bố mẹ là đảng viên, cả hai đều là những học sinh ưu tú. Nhiều năm liên tiếp, hai em đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động đoàn, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường. Em cảm thấy rất là vinh dự và quyết tâm để mà trở nên tốt hơn và cố gắng hơn để được xứng đáng vào hàng ngũ của đảng ạ. Việc tổ chức kết nạp đảng viên cho học sinh trung học phổ thông vừa có ý nghĩa phát hiện, ghi nhận nỗ lực của những quần chúng học sinh, sinh viên ưu tú, vừa tạo ra môi trường để phát triển đảng trong lực lượng trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, tạo nguồn nhân lực có trình độ cao, phẩm chất chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Nhận thức được điều này, việc lựa chọn nguồn học sinh ưu tú để kết nạp vào đảng khi đủ 18 tuổi được các trường trung học phổ thông chú trọng. Nhà trường đã chọn những em học sinh là các cán bộ đoàn xuất sắc ở các chi đoàn, các em học sinh có những cái thành tích học tập đặc biệt về thành phần gia đình đối với các em, và tìm xem những em học sinh nào mà có đủ những cái tiêu chuẩn để làm hồ sơ để báo cáo với lại huyện để hiện ra quyết định cái nào các em. Từ đầu năm 2023 đến nay, có gần 300 học sinh trên toàn tỉnh được lựa chọn bồi dưỡng để kết nạp đảng như trường trung học phổ thông Ân Thi, trung học phổ thông Nguyễn Trung Ngạn, trung học phổ thông Tiên Lữ, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Hoa Thám. Trong đó, tại một số trường như trung học phổ thông Phù Cử, trung học phổ thông Nguyễn Siêu, trung học phổ thông Văn Lâm đã có học sinh được đứng trong hàng ngũ của đảng. Đến nay, thị xã Mỹ Hào đã luân chuyển sắp xếp 6 trên 13 xã phường có bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân không phải là người địa phương. Năm 2023, thị xã Mỹ Hào đã điều động luân chuyển 2 bí thư đảng ủy, đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân phường không phải là người địa phương ở phường Dị Sử, Bạch Sam, một chủ tịch ủy ban nhân dân xã Dương Quang không phải là người địa phương. Đầu năm 2024, Ban Thường vụ Thị ủy Mỹ Hào tiếp tục phân công điều động luân chuyển bí thư đảng ủy của phường Phùng Chí Kiên, Xuân Dục và Hòa Phong. Như vậy, đến nay thị xã đã có 6 trên 13 xã phường có bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân không phải là người địa phương. Theo mục tiêu giai đoạn 2023-2025, thị xã Mỹ Hào phấn đấu có ít nhất 30% bí thư đảng ủy và trên 10% chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường không phải là người địa phương. Giai đoạn 2025-2030, 100% bí thư đảng ủy và trên 50% chủ tịch ủy ban nhân dân xã phường không phải là người địa phương. Quý vị và các bạn, thời điểm này cùng với việc chuẩn bị các khoản thưởng Tết cho người lao động sau một năm làm việc, các doanh nghiệp đang tranh thủ sản xuất những đơn hàng cuối cùng để kịp giao cho khách hàng theo hợp đồng đã ký. Đây đã là container hàng thứ 68 mà doanh nghiệp này xuất khẩu trong tháng 1 năm 2024.
không khí lao động vẫn diễn ra hối hả dù là ngày Tết ông công ông táo 23 tháng chạp. Do yêu cầu của bên khách hàng ấy thì chúng tôi vẫn làm đến 28 Tết theo đơn hàng. Còn năm 2023 thì nói chung là các công ty chung quanh đây thì nói chung cũng có công ty ít việc nhưng chúng tôi vẫn đáp ứng đủ cho công việc cho mọi người. Không khí làm việc tại doanh nghiệp chuyên sản xuất hàng nhựa này vẫn đang diễn ra như những ngày thường, dù Tết đã đến rất gần. Với người lao động, một cái Tết truyền thống có ý nghĩa và trọn vẹn hơn khi công việc và thu nhập ổn định, thưởng Tết cao. Công ty đã tổ chức tất niên cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại nhà máy nhưng mà do một số đơn hàng cần gấp và đơn hàng xuất khẩu nên hiện tại thì công ty đang hoạt động thưởng tháng lương thứ 13 từ 8 đến 9 triệu trên một người. 2023 là một năm kinh tế thế giới và trong nước có nhiều khó khăn. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một số doanh nghiệp gặp khó khăn về đơn hàng, giá gia công thấp nên chấp nhận tăng trưởng âm, đồng thời phải nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm thị trường mới, thay đổi cách quản lý để đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Thì công ty cũng sẽ tìm các khách hàng mới, ví dụ như các tập đoàn lớn của Mỹ rồi những các cái tập đoàn của Nhật hoặc của Đức là thúc đẩy tìm kiếm các nguồn hàng. Làm sao ấy là trong 2024 thì vẫn phải giữ được cái mức thăng bằng và tăng trưởng lên. Trong năm 2024 thì đầu năm chúng tôi cũng đã ký kết được rất nhiều hợp đồng với khách hàng trên toàn thế giới và đặc biệt là khách hàng Mỹ. Những cái sản phẩm chúng tôi đang hướng tới là những cái sản phẩm hoàn toàn thân thiện 100% với môi trường và đáp ứng vào nhu cầu các khách hàng khó tính nhất của trên thị trường. Một mùa xuân mới đang đến gần, năm 2024 với những kỳ vọng mới tươi sáng hơn cho nền kinh tế thế giới và sự phát triển của kinh tế Việt Nam. Qua đó cũng giảm bớt những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Tuy nhiên, từ trong khó khăn, thách thức cũng đã đặt ra cơ hội để doanh nghiệp khai thác được tiềm năng, tìm ra cách hướng đi mới thích hợp hơn, năng động hơn để hội nhập toàn diện. Những ngày này, bà con nông dân xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ đang hối hả thu hoạch rau để kịp cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán Giáp Thìn đang đến gần. Sản lượng cao cộng với giá cả tăng hơn ngày thường khiến cho người nông dân nơi đây vui mừng, phấn khởi. Thời điểm này, các thành viên trong gia đình chị Loan rất tất bật, nhộn nhịp. Mỗi người một việc, người hái, người đóng túi để kịp thời mang ra bán ở chợ đầu mối. Chị Loan phấn khởi cho biết, gia đình trồng gần một mẫu rau trong đó có trên 6 sào phục vụ thị trường Tết, gồm dưa muối, cải bắp, hành. Mặc dù thời tiết rét đậm những ngày qua ảnh hưởng đến phát triển của cây trồng, tuy nhiên gia đình vẫn được thu hoạch trên chục tấn rau với giá bán lại cao hơn những ngày thường và gần gấp đôi thời điểm này năm trước. Đang thu hoạch cải bắp với cả dưa muối. Thì dưa muối là mọi năm thì ấm ấy thì là nó rẻ, 2.000 một cân, nhưng năm nay thì được 6.000. Tiêu thụ năm nay thì rất là nhanh. Nhận thấy thị trường tiêu thụ rau củ quả vào dịp Tết Nguyên đán tăng cao, trong năm qua, gia đình ông Hải trồng trên 4 sào hành củ súp lơ. Sau 3 tháng chăm sóc, hiện gia đình đang tập trung thu hoạch để bán cho thương lái. Ước sản lượng được 5 tấn rau, với giá bán từ 10 đến 17.000 đồng 1 kg rau, tùy từng loại, cao hơn thời điểm trong năm từ 2 đến 5.000 đồng 1 kg, trừ chi phí mỗi sào rau cho thu lãi trên 10 triệu đồng. Do năm nay thời tiết nó khắc nghiệt, rét đậm rét hại thì cũng có cái là thu hoạch được trước Tết, có cái thì thu hoạch được sau Tết. Nhưng được cái giá cả thì nó cũng hơn mọi khi, bà con phấn khởi. Xã Yên Phú là địa phương có diện tích trồng rau màu nhiều nhất của huyện với hơn 300 ha cho sản lượng hàng nghìn tấn sản phẩm rau củ quả các loại. Trong đó có trên 50% diện tích được trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Do phù hợp với đồng đất, lại có chợ đầu mối nằm ngay trên địa bàn xã nên ra bán và việc tiêu thụ khá thuận lợi. Những ngày này, các hộ đang khẩn trương thu hoạch. Từ nguồn thu nhập của vụ rau Tết, bà con nông dân xã Yên Phú sẽ có điều kiện trang trải, mua sắm và hưởng một cái Tết ấm no, sung túc. Sau đợt rét đậm rét hại kéo dài, mấy ngày qua, thời tiết chuyển nồm ẩm, độ ẩm trong không khí cao, các loại virus, vi khuẩn, nấm mốc phát triển, dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm khuẩn đường hô hấp, nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trong cộng đồng, đặc biệt là ở đối tượng trẻ nhỏ. Những ngày này, khoa khám bệnh tại các bệnh viện và các phòng khám nhi trên địa bàn tỉnh tiếp nhận hàng trăm trẻ đến khám mỗi ngày do mắc các triệu chứng ho, sốt, sổ mũi tiêu chảy. Các bác sĩ cho biết
nên nhiệt độ ẩm thấp tạo điều kiện cho các virus vi khuẩn phát triển gây bệnh. Số trẻ đến khám không tăng quá nhiều, nhưng chủ yếu tập trung vào 3 nhóm bệnh lý theo mùa là bệnh về đường hô hấp như cúm, viêm xoang, viêm phế quản, viêm phổi, COVID-19. Ngoài ra còn nhóm bệnh về đường tiêu hóa và nhóm bệnh da liễu. Các bạn bị viêm phế quản và viêm phổi thì các nguyên nhân chủ yếu thì hàng đầu vẫn là virus. Thì mình hay gặp nhất trong cái thời gian gần đây đó là cái virus cúm, cúm A hoặc là cúm B. Và hiện tại một số các cái virus đang quay lại, ví dụ như là COVID-19 ở những cái trẻ mà thường là dưới 1 tuổi, do là lồm ẩm trên là cái quần áo chúng ta phơi ấy, nếu không được sấy khô ngay thì nó hay bị cái hiện tượng lấm mốc. Nên là các một số các bạn đến khám hay có hiện tượng là bị mẩn ngứa, rồi là nổi mề đay, và một số bạn thì có hiện tượng là chốc loét. Các bác sĩ khuyến cáo nấm mốc rất phát triển khi trời nồm ẩm, lơ lửng trong không khí, bám vào quần áo, sách vở, chăn chiếu, khiến trẻ dễ bị dị ứng, nhiễm trùng đường hô hấp. Trẻ mắc bệnh nếu không được phát hiện điều trị sớm có thể diễn tiến nặng. Để phòng ngừa các bệnh lý trong thời tiết nồm ẩm, cha mẹ và thầy cô giáo cần giữ vệ sinh không gian sống bằng cách thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, lớp học, lau sàn tường nhà, cửa kính bằng khăn khô, giặt rèm cửa, thay chăn ga thường xuyên. Các gia đình có điều kiện nên sử dụng máy hút ẩm, điều hòa hai chiều, chế độ khô để giảm độ ẩm trong không khí. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, trong tháng 1 năm 2024, công tác kiểm tra trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 49 vụ vi phạm. Trong đó, số vụ về buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu 2 vụ, gian lận thương mại 44 vụ và 3 vụ hàng giả, tổng số tiền phạt vi phạm hành chính là gần 415 triệu đồng. Do nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết tăng cao nên công tác kiểm tra việc niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, chống đầu cơ găm hàng đối với các nhóm mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu như thực phẩm bao gói, quần áo được các lực lượng chức năng tăng cường để đảm bảo không có hiện tượng găm hàng tăng giá bất hợp lý, nhằm ổn định giá cả thị trường, đảm bảo cung cầu trong dịp Tết. Trong tháng, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và xử lý 15 vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong lĩnh vực giá, tổng tiền phạt trên 13 triệu đồng. Thưa quý vị, theo đánh giá của Công an tỉnh Hưng Yên, thời gian vừa qua, lực lượng công an các địa phương đã thực hiện tốt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, nên số vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn tỉnh có giảm. Song điều đáng lo ngại là số vụ phạm pháp hình sự do đối tượng tỉnh ngoài gây ra có chiều hướng gia tăng. Một số tội danh như giết người, cướp tài sản và trộm cắp tài sản đang có diễn biến phức tạp, tập trung ở những địa bàn đang có tốc độ đô thị hóa nhanh như các huyện Văn Giang, Văn Lâm. Hoạt động của tội phạm ngoại tỉnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hết sức manh động. Vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2023 tại quán cà phê Đức Trung số 45A Thảo Nguyên, khu đô thị Eco Park thuộc địa bàn xã Cửu Cao, huyện Văn Giang là ví dụ điển hình về sự tàn bạo của bọn tội phạm ngoại tỉnh. Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ nhóm 5 đối tượng sử dụng vũ khí quân dụng gây ra vụ án giết người, cướp tài sản với số tiền khoảng 8 tỷ đồng, bắn một người bị thương tại đây. Hay trước đó, vào ngày 19 tháng 9 năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được thông tin từ Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội đề nghị hỗ trợ điều tra một vụ bắt cóc trẻ em, nạn nhân là một cháu bé 2 tuổi. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã tìm thấy thi thể của cháu bé tại thôn Đồng Quê, xã Mễ Sở, huyện Văn Giang. Trong năm 2023 thì trên địa bàn huyện Văn Giang xảy ra 2 vụ trọng án. Thì 2 vụ này thì bị hại và đối tượng gây án đều là người tỉnh ngoài. Sau khi nhận được tin báo thì chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Công an nhanh chóng làm rõ được. Nhắc đến tội phạm ngoại tỉnh, phải kể đến hoạt động táo tợn của hai đối tượng Mã Phúc Đạt và Mã Văn Mạnh. Đây là hai đối tượng còn rất trẻ tuổi và là anh em họ đều trú tại tỉnh Yên Bái. Chỉ trong tháng 12 năm 2023, hai đối tượng này đã liên tiếp gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản và lấy đi 4 xe máy trên địa bàn huyện Văn Lâm. Cháu thì không ở đây, bọn cháu chỉ xuống đây lấy xe xong rồi cháu đi lên Hà Nội. Cháu với Đạt là hai anh em họ, con chú con bác. Cháu cũng do cờ bạc nợ nhiều, túng quẫn thì làm liều.
Trước những diễn biến phức tạp về hoạt động của tội phạm ngoại tỉnh trên địa bàn, thời gian qua, công an tỉnh cũng đã đấu tranh kiên quyết xử lý các trường hợp là người dân tộc thiểu số, người từ các tỉnh miền núi phía Bắc vi phạm về trật tự xã hội và tệ nạn ma túy tại hai dự án khu đô thị Dream City và Đại An, hai huyện Văn Lâm và Văn Giang. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ của Bộ và Công an tỉnh thì đến nay tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong khu đô thị Đại An và Dream City ở xã Nghĩa Trụ đã cơ bản được ổn định. Trong năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố điều tra 929 vụ phạm pháp hình sự, trong đó nhiều vụ án đối tượng từ địa phương khác đến Hưng Yên gây án. Thời gian qua, Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã ra lệnh truy nã 19 đối tượng ngoại tỉnh, phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng truy nã tỉnh ngoài xâm nhập vào địa bàn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.